Sáng 20 tháng 3 tại cảng Nam Hải Đình Vũ, đội kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng hàng Hải Phòng, khu vực 2 và Công an thành phố Hải Phòng đã khám xét lô hàng ngà voi nhập lậu về từ châu Phi. Đây là lô hàng ngà voi nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng. Theo lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Hải quan Hải Phòng đã phân tích, đánh giá có 6 container có dấu hiệu nghi vấn thì có 3 container có dấu hiệu nghi vấn, rủi ro rất cao. Lô hàng này xuất phát từ Angola và nhằm che giấu tuyến đường vận chuyển. Các đối tượng đã cho chuyển tải à, từ tại Singapore, khai báo tên hàng hóa bằng ngôn ngữ không phổ thông, sử dụng thông tin người nhận hàng không chính xác. Đây là thủ đoạn mới hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan. Do đó, ngay khi hàng hóa được xếp dỡ xuống cảng, Cục Hải quan Hải phòng đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành giám sát trọng điểm kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container và tiến hành kiểm tra thủ công toàn bộ lô hàng kết quả khám xét phát hiện trong một container chứa rất nhiều ngà voi thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu ước tính số lượng ngà voi bị bắt giữ đợt này lên đến nhiều tấn hiện lực lượng chức năng đang bị xử lý lô hàng theo quy định pháp luật